Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày sau giấc ngủ đêm dài. Tùy vào tính chất công việc và thói quen mà bữa sáng đến sớm hay đến muộn trong ngày. Châm ngôn phương Tây có câu: hãy ăn sáng như hoàng đế, ăn trưa như hoàng tử và ăn tối như kẻ ăn mày. Hoặc bữa sáng hãy tự ăn hết lấy, bữa trưa hãy chia cho bạn bè và bữa tối nhường cho kẻ thù. Vừa nhấn mạnh vai trò quan trọng của bữa sáng, vừa cảnh giác với việc ăn quá nhiều vào buổi tối sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Sau đây là những thực phẩm gây hại cho sức khỏe nếu ăn vào buổi sáng. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo qua video sau. 7 món ăn vào buổi sáng gây hại tới sức khỏe. Thứ nhất, phở bò. Phở bò là món ăn truyền thống của người Việt và cũng được các du khách nước ngoài ưa chuộng khi đến với Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ăn phở bò không đúng cách lại là một mối nguy hại cho sức khỏe. Có thể nói rằng, trên tất cả các con phố ở Hà Nội, thậm chí là tận trong ngõ ngách, nhỏ hẹp, đâu đâu cũng bắt gặp những biển hiệu với lời chào mời hấp dẫn như phở bò gia truyền hay những quán phở được đặt dưới những cái tên ông chủ, bà chủ có tiếng ở Hà Thành. Mặc dù đó là quán phở nhỏ lẻ, vỉa hè hay những quán phở nổi tiếng được nhiều người biết đến thì đều chung một định mệnh, đó là nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Bởi chắc chắn rằng đã là phở bò thì là phải có những cái món như bò tái, hay tách bạch hơn nữa thì đó là tái nạm hay tái gầu. Chưa bàn đến chất bảo quản hay độ đảm bảo vệ sinh. Chỉ riêng phở bò tái đã khiến không ít thực khách từng bị thập tử nhất sinh vì bị sán, trong đó nguy hiểm nhất là loại sán giải bò. Ngoài sán có thể trú ngụ trong những bát phở bò tái thì những bát phở bò chín với bát nước dùng béo ngậy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh, đặc biệt là những quán hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khi chủ quán cho những chất tạo ngọt không rõ nguồn gốc vào trong nồi nước dùng. Một vấn đề được các chuyên gia cảnh báo rất nhiều đó là việc dùng bột ngọt bì chính trong mỗi bát phở hoặc nước phở quá đậm đà, quá mặn cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nhiều căn bệnh khác. Vì thế, chúng ta không nên dùng bò tái khi ăn phở để đảm bảo sức khỏe cho bản thân bạn nhé. Thứ hai, đồ chuẩn bị từ hôm trước. Nhiều người có thói quen nấu cơm và thức ăn nhiều hơn vào bữa tối để dành cho bữa sáng hôm sau. Tức là sau một đêm ngủ dậy, cả gia đình sẽ có được ăn thức ăn thừa cho bữa sáng. Có thể là cơm chiên hoặc thức ăn hâm nóng. Ăn sáng kiểu này rất thuận tiện về cách chế biến và về cơ bản giống như một bữa ăn đầy đủ toàn diện về dinh dưỡng. Tuy nhiên, thức ăn để qua đêm có thể gây hại cho sức khỏe con người. Các loại rau ăn thừa, đặc biệt là rau lá xanh đậm, cố gắng không nên ăn lại bởi lượng nitrat có trong rau này tương đối cao. Sau khi nấu chín và để trong thời gian dài, nó sẽ dễ dàng chuyển thành nitrit, một chất gây ung thư rất nguy hiểm. Hãy nhớ rằng đây không phải là cách lựa chọn khoa học cho bữa sáng. Bữa ăn giúp bạn bổ sung năng lượng cho cả ngày. Nếu đồ ăn thừa, phải đảm bảo rằng thực phẩm đó an toàn tuyệt đối. Nếu không, hãy đổ bỏ. Thứ ba, thịt xông khói. Mặc dù nhiều người cho rằng bữa sáng có thể ăn thịt xông khói để tăng thêm sự hấp dẫn, nhưng đó thực sự là những thực phẩm không lành mạnh và không tốt cho bạn để ăn sáng. Đây là thực phẩm chứa nhiều chất béo nên sẽ khiến bạn no lâu và ảnh hưởng đến sự di chuyển của bạn trong một ngày làm việc. Vì vậy, thịt xông khói thực sự là thực phẩm không lành mạnh và tuyệt đối không tốt cho sức khỏe của bạn nếu ăn vào bữa sáng. Thứ tư, bánh quẩy chiên. Các sản phẩm chiên rán như bánh quẩy, bánh rán kèm với sữa đậu nành là một sự lựa chọn ưa thích của nhiều người Việt. Nhưng đây là thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa gây bệnh cho cơ thể. Nếu tiêu thụ nhiều, cộng với lượng protein có sẵn trong sữa đậu nành sẽ khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Thứ năm, không nên uống nhiều nước ép hoa quả. Phần lớn tất cả các loại trái cây đều cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng. Nhưng cũng hầu hết các loại nước ép lại có hàm lượng đường cao và thiếu cả chất xơ lẫn protein. Điều này có thể gây sụt giảm lượng đường huyết, làm giảm năng lượng của bạn trong buổi sáng. Nếu bạn thích uống vào bữa sáng, hãy tìm loại có hàm lượng đường thấp và nhâm nháp thứ gì đó như bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, sữa chua hoặc trứng. Thứ sáu, không ăn dứa. Vào buổi sáng, bạn không nên ăn dứa vì dứa có tác dụng nhanh với các enzyme mạnh. Ăn dứa khi bụng đói sẽ làm đau dạ dày. Các chất dinh dưỡng của dứa được hấp thụ tốt hơn sau khi ăn sáng và ăn dứa sau bữa ăn có thể giúp tiêu hóa. Thứ bảy, không ăn đồ ăn quá cay. Vào buổi sáng nên cố gắng tránh để dạ dày bị kích thích. Ăn thức ăn quá cay rõ ràng làm tổn thương dạ dày. Đây chắc chắn là một điều cấm kỵ cho bữa sáng. Chúc các bạn khỏe mạnh và trường thọ.
Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.